Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucky Lanton. Và hôm nay mời các bạn cùng mình đến một cái địa điểm để thưởng thức cái món ăn cũng khá là bình dân thôi. Thế nhưng mà mình nghĩ là một số bạn ở Sài Gòn cũng có thể là chưa biết đến cái món ăn này. Đó là món bánh ướt ban mê. Thì cái món này cũng đã có ở Sài Gòn khá lâu rồi. Thế nhưng mà ngày xưa thì họ chỉ có một cái chi nhánh duy nhất ở trên đường Phan Xích Long thôi. Dạo gần đây thì mình thấy họ có thêm một số những cái chi nhánh khác ở Bình Thạnh này, ở quận Nhất cũng có. Và như chi nhánh hôm nay mình đi là nó nằm ở khu vực Bào Cát, quận Tân Bình. Tên của quán là bánh ướt ban mê Giang Vương. Chúng mình đã quá quen thuộc với cả những cái món bánh cuốn và bánh ướt rồi. Thế nhưng mà mình thấy món bánh ướt ở đây nó khá là đặc biệt và nó khác hơn những cái món bánh ướt và bánh cuốn mình thường hay ăn hàng ngày. Thì nó có điểm gì khác biệt thì mời các bạn cùng mình thử trải nghiệm nha. Ở đây là khu vực mà họ ngồi để đổ bánh các bạn ạ. Cái quy trình đổ bánh này thì nó cũng không khác mấy so với những cái quán bánh cuốn và bánh ướt bình thường mình hay thấy ha. Và khi mà đổ xong thì họ sẽ để lên một khay, và cái khay như vậy sẽ là 10 chiếc. Ở đây là không gian của quán ở chi nhánh Bào Cát. Thì cái quán này cũng chỉ là cái quán ăn bình thường thôi, cho nên là cái thiết kế của nó cũng không có gì là cầu kỳ các bạn ạ. Nó chỉ là một quán ăn gia đình ấy. Và đây là menu của quán. Menu thì gồm có bánh ướt, và ở đây có một số những cái món để ăn kèm với bánh ướt. Đó là họ có thịt nướng này, nem nướng, chả cốm và nem lụi. Ngoài ra thì còn có thêm một số những cái loại rau để ăn kèm nữa, ví dụ như là xoài, dưa leo, cải chua, rau quế. Nói chung là menu thì mình cảm giác như là nó không có nhiều, không đa dạng lắm. Thế nhưng mà khi mà mình đã thử trải nghiệm món này rồi thì mình thấy là menu như vậy là quá đủ để thưởng thức cái món bánh ướt ban mê này rồi các bạn ạ. Không hề ít một chút xíu nào đâu, nói chung là nó cũng rất là đầy đủ gia vị topping cho cái món bánh ướt này rồi. Thì hiện tại quán có 4 chi nhánh. Có 3 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và 1 chi nhánh ở Đắk Lắk. Mình nghĩ là sau khi mà quán mở thêm nhiều chi nhánh thì cái món mà bánh ướt ban mê này đã được nhiều người biết đến hơn rồi. Chứ lúc trước thì mình nghĩ là cũng ít người biết đến cái món này ấy. Mình có order đầy đủ mỗi loại một phần ở đây. Có chả cốm, thịt nướng này, nem nướng và nem lụi. À, kèm theo là một số những loại rau ăn kèm. Xoài này, rau thơm này, cải chua. Sau khi mang những món ăn kèm lên thì họ sẽ mang cho mình một khay bánh như thế này. Và cái khay bánh này thì mình cứ ăn hết một khay thì họ sẽ tự động họ mang lên tiếp cho mình. Và khi mà mình ăn đến gần cuối rồi ấy, thì họ sẽ hỏi là mình có cần thêm nữa hay không để họ mang lên. Nhìn những cái món topping cũng khá là sung túc và đẹp mắt ha, giống như là mình đi ăn ở những cái nhà hàng Hàn Quốc vậy đó. Rất là nhiều những cái đĩa nhỏ nhỏ như vậy. Và nước chấm ở đây thì cũng có đến 4 loại nước chấm, nhưng mà thường thì mình thích nhất là cái món nước chấm màu cam cam như thế này. Hình như là nó có sốt thịt ở bên trong thì phải. Còn đây là mắm nêm này các bạn. Mắm nêm ở đây thì mình cảm thấy là họ pha nó hơi mặn. Còn đây là mắm chua ngọt thì khá là cay. Mắm chua ngọt thì mình thấy chấm với món này cũng khá là hợp. Còn đây là mắm mặn nha. Họ chỉ có 4 loại nước chấm như vậy thôi. Và khi mà mình ăn thì mình có thể kêu thêm. Rau thì gồm có xoài này, dưa leo này, cải chua và rau quế. Nói chung là menu có cái gì thì mình đã kêu ở đây mỗi loại một phần rồi các bạn ạ. Thịt nướng này. Thịt này thì mình thấy là khá là giống là thịt khi mà mình ăn cơm tấm ấy, các bạn. Miếng sườn ở cơm tấm ấy. Cái nem này cũng khá là ngon nha. Và đây là chả cốm. Mình thực sự cũng không biết là món bánh ướt này có phải là bắt nguồn từ ở ban mê hay không, nhưng mà nó cũng pha lẫn giữa miền Nam và miền Bắc này. Có cả nem của miền Nam, miền Trung gì đấy, rồi là có cả chả cốm của miền Bắc nữa. Khá là thú vị. Còn đây là dĩa bánh ướt. Thì ở trên họ sẽ rắc một ít bột tôm này, và có cả hẹ nữa. Thế nhưng mà cái phần này không biết bưng ra cho mình thì lại không có hẹ.
Và cách ăn là mình sẽ để từng cái loại thịt này rồi rau này. Mình muốn ăn nem và ăn thịt, ăn rau gì đấy thì mình sẽ bỏ lên trên cái miếng bánh ướt của mình. Mình bỏ ở đây thì mỗi loại một miếng các bạn ạ. Mình thích ăn thập cẩm hầm lằng lên vậy đó. Đặc biệt là xoài và cải chua nha. Nói chung là cho nó có thêm cái vị chua chua ấy. Sau đó thì mình sẽ cuốn lại. Đấy là điều khác biệt của món bánh ướt ban mê này so với những cái món bánh cuốn và bánh ướt khác bình thường ha. Đó là mình sẽ phải tự cuốn luôn. Và phần nhân bên trong thì mình cũng sẽ được tùy chọn theo ý mình luôn. Thường thì đến đoạn này thì mình sẽ dùng tay các bạn ạ. Mình quay thì mình dùng đũa thì nó có kiểu cách một chút, thế nhưng mà nó khá là khó cuốn ý. Bây giờ mình phải cuốn một cái cuốn khác để cho các bạn xem này. Và cuốn nào cũng như cuốn ấy, mình cũng sẽ cho đầy đủ các loại topping vào đây. Sau đó thì mình cuộn lại và chấm với phần nước sốt và nước chấm của mình. Và sau đó thì thưởng thức thôi các bạn. Nói chung là mình thấy cái vị của nó khá là ngon, khá là xuất sắc luôn ý. Nếu mà bạn nào chưa từng thử thì mình nghĩ là rất là nên thử qua cái món này. Nó khá là đặc biệt. Cách ăn cũng rất là lạ nữa mà nó không hề bị ngán đâu. Rất thích hợp cho những cái ngày mà mình cảm thấy là mình muốn đổi vị này, thay đổi không khí và không muốn ăn những cái món nào quá dầu mỡ. Thì món bánh ướt ban mê chắc chắn là một cái lựa chọn xuất sắc. Và sau khi mình ăn xong thì mình sẽ chồng cái đĩa lên như thế này và người ta sẽ tới tính tiền nha. Ok, và mình xin kết thúc cái clip này ở đây. Hy vọng đã đem lại nhiều thông tin bổ ích cho các bạn. Hãy like, share và subscribe kênh Lucky London để cùng mình đi đến những địa điểm khác thú vị hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.